Bạn đã từng thấy loại tấm cào đặc biệt này chưa? Sau 12 năm chăm sóc mèo, cuối cùng tôi đã tìm thấy tấm cào mà mèo không chỉ thích mà còn không rơi lông. Bề mặt của nó được làm từ sợi thủy tinh dệt mềm mại, giúp kẹp chắc móng. Đó chính là cảm giác mèo thích khi cào. Bên trong, tấm cào được lót bằng bọt biển cao cấp, tạo cảm giác giống như đang cào trên ghế sofa, đặc biệt phù hợp với mèo thích cào đồ đạc trong nhà. Thiết kế hình cung cũng phù hợp với thói quen nằm của mèo, không gây khó chịu sau khi nằm lâu. Cách mặt đất một chút giúp tạo sự thông thoáng, ngăn cản nhiệt độ và độ ẩm. Loại tấm cào này vừa có thể là nơi mèo ngủ, vừa có thể là nơi mèo cào mà không gây rơi lông. Thật sự là sản phẩm đáng giá.